Dạ em xin hân ái kính chào quý cô chú bác anh chị yêu thích mai vàng bonsai cây kiểng trên cả nước à. Dạ hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang cũng như là kênh bonsai Cần Thơ 168 xin chia sẻ cùng quý cô chú anh chị vườn của Ngọc Hân ở chợ Lách Bến Tre. Hôm nay thì vườn của Hân chia sẻ cùng quý cô chú anh chị rất là nhiều giống nha cô chú, rất là nhiều giống mai cũng đủ loại giá để quý cô chú anh chị mình dễ lựa chọn nha. Chúc quý cô chú anh chị sưu tầm thêm được nhiều giống mai mới cũng như là nhiều cây kiểng bonsai đẹp cho mình nha quý cô chú anh chị. Dạ xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn yêu thương theo dõi và ủng hộ kênh ạ. Bây giờ em xin phép được vào clip để giới thiệu mai hôm nay của Ngọc Hân cô chú anh chị nha. Xin chào bà chủ ơi. Dạ em chào chị ơi, em chào quý cô chú anh chị gần xa thích mai vàng từ mọi miền đất nước ha. Dạ hôm nay trở lại kênh thì em cũng xin giao lưu một số giống mai để cho quý cô chú anh chị gần xa xem chọn ủng hộ cho em. Thiệt là nhiều nhiều nha. Chọn mai chứ đừng chọn em nha. Chọn em về nuôi cơm mệt lắm. Dạ rồi, giờ cây đầu tiên của clip, cây mã số 1B. Dạ, mã số 1B. Rồi, là một cây mai nha cô chú. Một cây mai. Cây cúc đọt đỏ. Dạ, cúc đọt đỏ. Cây này thì mình ghép được 3 bo cô chú anh chị nha. 4 bo. 4 bo. Sót, núp. Núp. Có con bo bị núp. Hoành là 12. Dạ. Yến đổ của nó là 51. Ngang của nó là 30. Cây cúc đọt đỏ mã số 1B này em giao lưu với giá là 400. Dạ, 400 ngàn là có một cây cúc đọt đỏ. Giờ mình lấy bo ghép cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Nắng quá giờ teo. Mã số 2B. Một cây quý phi. Cúc quý phi nha cô chú chị. Cây ghép hai bo ha. Cây này quý phi này có đế đẹp nha cô chú chị. Đế hình con canh ru. Hoành là 9. Dạ. Cao nó là 51. Cây quý phi này em giao lưu với giá là 350. Dạ, 350 nha cô chú chị. Dạ rồi. Cây 3B. Một cây mai đại lộc. Cây này cái thân cỡ bằng ngón út mà cô chú anh chị nha. Chi cành thì ra đều hết nha quý cô chú anh chị. Chiều cao là 33. Cây đại lộc này em giao lưu với giá là 200. Dạ, 200 ngàn. Một cây để bàn nha quý cô chú. Dạ rồi. Theo một combo mã số 4B. Dạ, 4B là một combo 5 cây ha. Gồm có giống gì nha bà chủ ơi? Một cây mai đại lộc, một cây cúc cam. Đây là một cây giảo siêu nụ. Dạ. Một cây cúc 150, một cây cúc họ hương. Có 5 cây 5 loại giống luôn cô chú anh chị nha. Nói chung cây đế nào cũng đẹp hết trơn á. Người đẹp là bán gì cũng đẹp luôn. Cây đẹp hơn em mới bán được đó chị. Chiều cao cây đại lộc là 30. Dạ, cây cúc họ hương cao 38. Cúc 150 cao 16. Cây giảo siêu nụ này cao 18. Còn cây cam này cao 24. Combo 5 cây này em giao lưu với giá là 400. Dạ 400 ngàn 5 cây 5 giống luôn cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Tiếp theo mã số 5H. Okay. Ủa 5B. 5B nha cô chú. Em bị nhầm. Dạ một cây bạch mai nha. Cây giảo bạch kim. Ủa vậy hả? Còn cây giỏ bạch kim nha quý cô chú. Kỳ quả rồi. Em đo hơi 5 cây quả rồi. Cái này ghép được 3 bo cô chú chị nha. Mini để bàn nha cô chú chị. Giỏ bạch kim thì lá cẩm thạch bông vàng cô chú nha. Mình ở đây là 7. Dạ. Chiều cao 25. Tán ngang nó là 19. Cây giỏ bạch kim mã số 5B này em giao lưu với giá là 400. Dạ 400 ngàn. Dạ rồi. Theo 6B. Một cây cúc 7 tầng. Dạ.
cúc 7 tầng. Giống này cũng vẫn còn hết nữa nha cô chú anh chị. Cây này ghép 4 bo. Hoành ở đây là 13. Dạ, hoành được 13 nha cô chú. Chiều cao là 23. Tán ngang của cây là 45. Cây cúc 7 tầng mã số 6B này em giao lưu với giá là 500. Dạ. 500 ngàn. 6B nha cô chú anh chị nha. Theo một 7. Cây 7B, một cây mai giảo kem. Cây này được ghép với mai quấn rễ nhưng mà liền cốt luôn rồi cô chú anh chị nha. Đó. Nhỏ nhỏ xinh xinh nha cô chú. Tuy em nhỏ nhưng mà em có vỏ. Chiều cao là 28. Tán ngang của cây là 18. Cây 7B giảo kem này em giao lưu với giá là 200. Dạ. 200 ngàn. Một cây giảo kem nha cô chú. Mã số 8B. 8B. Một cây quý phi. Cây này cây lớn luôn cô chú anh chị nha. À, có một bộ đế quá trời đẹp luôn cô chú anh chị. À, dáng thú nằm luôn cô chú anh chị nha. Em đo cái dáng thú của nó cây nhiêu nha. 18. Dạ được 18 nha cô chú. Hoành ở đây là 15 rưỡi. Em từ dạ. Cộng dây kẽm rồi đó. Mình ghép được 3 bo cô chú anh chị nha. Chiều cao nó là 58. Tán ngang của nó là 45. Cây quý phi mã số 8B này em giao lưu với giá là 1 triệu 3. Dạ, 1 triệu 300 ngàn. Đây rồi. Cây đại lộc mã số 9B. Dạ, 9B nha cô chú. Cây này tàn cũng khá là đều nha cô chú anh chị nha. Cô chú mua cây này đi em tặng cỏ luôn cho. Giờ nhỏ phụ. Tặng bà chủ không tặng thì tặng cỏ anh chị. Tặng cỏ. À, cây này đế nó cũng thấy cưng cô chú anh chị, con lỗ chính giữa. Người thấy quái quái luôn cô chú. Dọn bớt nhìn thấy cái đế để thấy cỏ. Cái này mình thọ cái tay vô đây mình xách lên. Hoành 13. Dạ. Bo ghép là liền luôn rồi cô chú anh chị nha. Chiều cao là 56. Tán ngang của cây là 47. Cây đại lộc mã số 9B này em giao lưu với giá là 500. Dạ. 500 ngàn. Là mình có cây để bàn luôn cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Cây 10B. Dạ, mã số 10B. Một cây cúc tư long. Cây này nhỏ nhỏ nhưng mà tàn cá nha cô chú. Cây ghép 3 bo ha. Giờ mình thay qua cái chậu bự bự xíu cô chú anh chị nha. Rồi. Hoành ở đây là 13. Dạ, hoành được 13. Chiều cao của cây là 53. Tán ngang của nó là 44. Cây tư long này em giao lưu với giá là 308. Dạ. 380 ngàn nha cô chú anh chị nha. Thôi mình đổi cây hết rồi chị. Cây 11B, một cây mai giảo siêu nụ. Dạ. Đó, hàng mini cô chú anh chị nha. Cái đế thì cỡ bằng ngón tay cái của mình đó cô chú. Rồi. Chiều cao khiêm tốn. Chiều cao khiêm tốn 18. Cây giả siêu nộ này em giao lưu với giá là 150. Dạ. 150 ngàn. Dạ rồi. Theo 12B. Cây mai giảo. Dạ 12B. Cây mai giảo Thủ Đức. Cây này nào không thấy mắc ghép ở đằng luôn cô chú anh chị. Ghép liền bắt vậy hả? À. Cái này có hoành nó có ngón tay cái em ạ. Chiều cao là 46. Cái ngang của cây là 29. Cây này em giao lưu với giá là 288. Dạ. 280 ngàn cô chú anh chị nha. Dạ rồi.
heo 13B. Cũng là một cây mai dảo luôn ha. Cây này đang ra thêm cơ đọt nữa cô chú anh chị, cây đang rất tốt luôn ha. Hoành nó cũng cỡ ngón tay cái ha. Cái hàng ghép liền cốt thì mình về mình trồng phun đất là ngon lành luôn cô chú anh chị. Chiều cao là 45. Tán ngang của nó là 27. Cây 13B này em giao lô với giá là 200. Dạ, 200 ngàn. Dạ rồi. Cây mai đại lộc 14B. Dạ. Mà số 14B là đại lộc để bàn nha cô chú anh chị. Để nhỏ nhỏ nhưng mà thấy cưng luôn cô chú chị nha. Mai ghép với gốc 4. Chiều cao là 38. Để quá tán ngang của nó là 23. Cây đại lộc này em giao lưu với giá là 200. Dạ. 200 ngàn bao ship luôn cô chú anh chị nha. 15B cũng là một cây mai đại lộc. Chiều cao của nó là 44. Cây đại lộc này em cũng giao lưu với giá là 200 ha. Dạ, 200 ngàn. Cái thân cỡ bằng điếu thuốc bự hơn nha cô chú anh chị. Cây 16. 16. Cũng là cây mai đại lộc. Cây này thì có hai thân nha cô chú anh chị. Đó, mẫu tử mà nha. Kỹ nè, cái gốc của nó nè. Dạ. Làm như nó muốn hai gốc khác nhau rồi đó. Rồi, chi cành thì đều cô chú anh chị nha. Chiều cao 30. Cây này em giao lưu với giá là 200. Dạ, 200 ngàn bao ship luôn nha quý cô chú anh chị. À, cô chú anh chị mình sưu tầm mai giống thì mình liên hệ với số điện thoại của Ngọc Hân cô chú anh chị nha. 17B cũng là một cây mai đại lộc ha. Nhỏ nhỏ nhưng mà đều tàn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 33. Cây đại lộc này em cũng giao lưu với giá là 200. Dạ, 200 ngàn. Mười tám B là một combo 5 cây. Dạ. Combo giống 5 cây nha cô chú anh chị. Một cây mai đại lộc, bạch mai đọt hồng, thọ hương, một cúc cam và một cúc 150 ha. Dạ. Ủa cây này cây giống nhung nha quý cô chú, em xin lỗi. Năm cây năm giống khác nhau cô chú anh chị nha. Cây thì được ghép với mai quấn rễ cho nên là đế nó nhỏ nhỏ nhưng mà đế quái không à cô chú anh chị. Đó. Cây đại lộc cao 25. Cúc 150 cao 16. Cây dẻo nhung này cao 27. Cây cúc thọ hương này cao 30. Cây bạch mai đọt hồng này cao 12. Combo 5 giống này em giao lưu với giá là 400 ha. Dạ. 400 ngàn. 5 cây 5 giống khác nhau luôn nha cô chú anh chị. Nhanh tay lựa chọn. Rớt mại vô mại vô. Giống thì chỗ của vườn Ngọc Hân còn khá là nhiều nha cô chú anh chị. À, quý cô chú anh chị mình có thể đến trực tiếp vườn để mình giao lưu cùng cô chú anh chị ha. Combo 19B cũng là một combo 5 cây. Dạ, 19B. Đại lộc ha, cúc 150. Cây cúc cam. Bạch mai đọt hồng. Đế quái lắm cô chú anh chị. Và một cái cúc thọ hương. Cây này được 2 bo nè cô chú. Cũng là 5 cây 5 giống luôn cô chú anh chị nha. Bao ship luôn nha quý cô chú. Combo này em cũng giao lưu với giá là 400 ha. Dạ, 400 ngàn. Dạ rồi. Cầm chắc nha, gớt nha. 20B là một cây mai đại lộc luôn nha cô chú anh chị.
Cây này mình ghép được hai bên lớn luôn. Không còn ớt nha chị. Cái rùi được ớt. Hoành ở đây là 15. Được 15. Chiều cao của nó là 74. Thái ngang của nó là 52. Cây đại lộc này em giao lưu với giá là 1 triệu. Dạ, 1 triệu bao ship luôn cô chú anh chị nha. Cây này để bàn khách là đẹp lắm đó cô chú anh chị. Cái này về mình thay chậu lớn hơn xíu ha. Dạ. Cái chậu này nó hơi bé. Bao ghép thì cỡ bằng ngón tay nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 21B. Cây mai dẻo lá gai. Dẻo lá gai hay dẻo lá bưởi thì sao lấy lá bự dữ. À, cái lá bự chảng luôn nha cô chú anh chị. Hoành nó thì cỡ ngón tay cái em. Dạ. Lá chà bá luôn á. Cái lá bự luôn. Chiều cao nó là 58. Thái ngang của nó là 27. Cây dẻo lá gai này em giao lưu với giá là 300. Dạ. Dẻo lá gai nha cô chú anh chị, 300.000. Đây rồi. 22B. Cây này form nó lùng lùng nhưng mà chi cành đều nha cô chú. Em này dẻo Thủ Đức. Cho xin ông số luôn bà chủ ơi. Wow, cây này chuẩn bị nở hoa rồi. Cây này hoành là 7. Chiều cao là 31. Tán ngang của nó là 34. Cây mai dảo này em giao lưu với giá là 200. Dạ, 200.000. Dạ rồi. 23B. Một cây mai dảo lá gai. Dạ, cũng là dẻo lá gai nữa nha quý cô chú anh chị. À, mai được ghép với cây mai quấn rễ nhưng mà nó liền cốt luôn cô chú anh chị nha. Thân xù xì hết trơn. Dạ. Em đọc cái củ đế nè. Củ đế của nó là 10. Bá luôn á. Chiều cao nó là 35. Dạ. Tán ngang của nó là 25. Cây mai dẻo lá gai này em giao lưu với giá là 250. Dạ, 250.000 nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi. Mã số 23. 24B. 24B. Cây cúc tư long. Cây này cũng có đế đẹp nữa nha cô chú anh chị. À, mình ghép được 3 bo của chú anh chị nha. Dạ rồi. Hoành ở đây là 11. Dạ, hoành 11. Chiều cao là 26. Tán ngang của nó là 41. Cây tư long mã số 24B nèm giao lưu với giá là 380. Dạ, 380.000 của chú anh chị nha. Bao ship toàn quốc tới nhà cho mình nha quý cô chú. Mã số 25. 25B cũng là một cây cúc tư long. Cây ghép 2 bo. Dạ, cây này mình về lấy bo được liền á cô chú anh chị. Em thấy cái nhánh nó già hết trơn nha cô chú. Rồi cho xin thông số luôn bà chủ ơi. Dạ, hoành đây là 8. Chiều cao của nó là 46. Dạ, cây này em giao lưu với giá là 350. Dạ, 350.000. Dạ, đây cũng là cây cuối nếp ha. Cuối nếp thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị gần xa đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho em ha. Và mong nhận sự ủng hộ của quý cô chú anh chị trong thời gian hiện tại này cũng như thời gian sắp tới. Dạ, em chân thành cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau nha.